how and referee today for him and referee? I think that the Ho Chi Minh is a very good team, but they have a possession ball, but without finalize. Tôi nghĩ là Hồ Chí Minh là đội bóng tốt và hôm nay tỷ lệ họ cầm có thể là cầm nhiều bóng hơn đội của chúng tôi, kiểm soát bóng nhiều hơn chúng tôi. So they have high percentage of possession ball, but they score the extra time, very extra time. Nhưng mà khi mà họ kiểm soát bóng, họ không làm được gì chúng tôi trong vòng 90 phút, không thể làm gì được. When the game, chỉ có thể ghi bàn vào phút bù giờ, ngoài phút bù giờ thêm của trọng tài ra. When the game was already finished from 40 seconds, almost 1 minute. So. Trận đấu có thể kết thúc sớm hơn cái tình huống chúng tôi nhận bàn thua. Again, I am in the same situation like the first game. Again, congratulations to my guys. Cũng giống như trận đấu trước thì nhân tiện ông Đức cũng gửi lời chúc mừng đến toàn đội, những cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu hết mình. What I can say is should be better lost the game because the opponent is more stronger, not because the referee give you the problem in the field. Bây giờ hôm nay là đội bóng mạnh, nhưng mà ngược lại họ lại còn có sự hậu thuẫn của bên trọng tài thêm giờ cho họ. The first game penalty for us the referee don't give. Second match finish the extra time and we continue to play. And this is no part of football. Trận đấu đầu tiên chúng tôi khai mạc với Hải Phòng, chúng tôi có cơ hội, chúng tôi có bị phạm lỗi dẫn đến 11 mét nhưng mà không được trọng tài cho. Đến trận đấu này thì cái giờ bù giờ đã hết nhưng mà trọng tài vẫn không ngắt còi kết thúc trận đấu, vẫn cho tiếp tục. I think this is concern about the respect for the people professional that work in football. Chúng tôi cần một cái sự tôn trọng cho những người mà làm chuyên môn bóng đá. Especially for the president of the club that give himself to the team to improve, the coach, the staff and the player, because the player play. Và tôn trọng lãnh đạo câu lạc bộ, ban luyện cũng như cầu thủ đã cống hiến hết mình nhưng mà vì vấn đề trọng tài mà chúng tôi đã không được như ý. I would like to lose the game against Ho Chi Minh because Ho Chi Minh scored two nice goals. They play better, we play better. That is the way to lose the game. Ông ấy chỉ có chấp nhận là những trận đấu thua khi mà đối phương mạnh hay là về chuyên môn, nhưng mà không thể chấp nhận được cái trận thua như thế này. Because every week will become harder to training a team and a guy that is down with the emotional feeling because we need to lose because we are not good, not because somebody. Chúng tôi làm việc cả một tuần hết sức để vào trận đấu, phục vụ trận đấu. Chúng tôi có thể là thua trận khi mà đội bóng mạnh, đội bóng hay hơn, chúng tôi thi đấu kém hơn. Điều đó chúng tôi có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng tôi không thể chấp nhận được cái ngoài cái chuyên môn này. You have a question or... Okay. 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 Tôi nghĩ là cái tình huống cuối cùng nếu như là đội bóng có phan huấn luyện của ông tập trung cho cầu thủ, nhắc cầu thủ tập trung hơn thay vì đi tranh cãi với trọng tài thì có nghĩa là có thể là bàn thắng nó đã không xảy ra vì các cầu thủ bởi vì cái phan huấn luyện đã khiến cho cầu thủ của đội nhà là bị mất tập trung. Ông nghĩ như thế? He thinking for now about and for last and for game. Even for staff, he mustn't speak, and for play, mustn't concentrate, not and for pass again, and for referee, and better. Because now if he has speech again, and for referee, after inside, and for play, they don't concentrate, better. No, I don't agree about this. We are professional people. When you do your job, I give you problem, you will not work well. Chúng tôi không chấp nhận cái điều đó. Ông ấy không đồng ý cái điều đó. Vì là chúng tôi làm việc chuyên nghiệp. But if every game is must to be some important episode of the game that can change the point, sorry. Tất cả các trận đấu người ta sẽ thay đổi cái điểm nhấn. I don't speak about the referee. I speak this is a fact. Ông ấy không phản ứng gì với lãnh đạo. Xin lỗi, không phản ứng gì với trọng tài cả. The fact is that the game was already finished. Bởi vì là vấn đề là bây giờ chỉ có nhắc là trọng tài bây giờ là hết giờ thôi. Đã hết giờ rồi, trôi qua hết giờ rồi nhưng mà trọng tài vẫn tiếp tục trận đấu.
The only one time we get to the post, two chance clear in the first half is our chance. They shoot one time in the goal. Sorry, this is the game. Nó là trận đấu mà các bạn. Nó còn bỏ nhé không? Thưa ông, là theo ý kiến của ông, hiện tại thì có rất là nhiều giải đấu ở Đông Nam Á là đã dừng lại vì cái đại dịch Covid, thì theo ý kiến của ông là giải Việt Nam có nên tiếp tục diễn ra không để mà chúng ta tạo ra sự bẻ cho ra I need to talk. No. Yeah. You got my speech about when outside game. So and for the outside game, we match for outside game. We got now this about maybe we stop and we leave maybe and stop. But no, I know that. Yes, we don't know. But he said, no. He yeah. said, he said, don't answer anything. Come on, go back. Cái này ngoài chuyên môn thì chúng ta không có chuyện đấy. Đã có chuyện từ chối chứ. Không có chuyện. No, it's about an outside and for... Okay. Yes, okay. It's about, okay. How are you? No, because now again in Rome it's say for ask for inside and mask. It's ask about and for outside. I don't know if you speak English. Trọng tài Trần Đình Thịnh vẫn chưa nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Công Phượng. Bóng chạm đầu của Văn Hội. Alex Lima. Công Huyền. Văn Tuấn. Không thể có một pha dứt điểm. Lỗi của Hoàng Dương. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh. Một quả đá phạt dành cho Thành phố Hồ Chí Minh rất hồi hộp. Chúng ta cùng xem lại pha xoạc bóng của Hoàng Dương. Đã hết 3 phút bù giờ. Và có lẽ sau tình huống đá phạt này, trọng tài Trần Đình Thịnh sẽ nổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Nhưng bây giờ đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Những giây thi đấu rất hồi hộp. Toàn bộ các cầu thủ áo đỏ đã có mặt bên phần sân của Thanh Hóa. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Đỗ Văn Thuận. Văn Thuận rất nguy hiểm. 1-0 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ở những giây bù giờ cuối cùng, quá bất ngờ, các cầu thủ Thanh Hóa đã sụp đổ. 1-0 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh và lần đầu tiên họ sẽ đánh bại Thanh Hóa. Quá bất ngờ, những phút giây chết lặng của huấn luyện viên Fabio Lopez. Không thể tin được. Bất lực trong phần lớn thời gian thi đấu của trận đấu này. Nhưng ở những giây bù giờ cuối cùng, và thực ra đã hết 3 phút bù giờ, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng chạm đầu của Hữu Tuấn. Và phần nào đó là sự tác động của Xuân Nam. Như vậy là Xuân Nam, siêu dự bị Xuân Nam tiếp tục ghi bàn. 1-0 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng thứ 5 của Xuân Nam ở 3 trận đấu liên tiếp. Phút thứ 90+3. Trong trận đấu với Quảng Nam thì phút thứ 90+5 Xuân Nam cũng ghi bàn. Quả đúng là siêu dự bị. Thanh Hóa không đáng thua ở trận này. May mắn đã đứng về phía Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha xoạc bóng lỗi của Hoàng Dương đã khiến cho họ phải nhận bàn thua rất đắng ở những phút bù giờ. Đều là hai trận thua rất đáng tiếc của Thanh Hóa. Và đúng lúc này trọng tài Trần Đình Thịnh đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Thống Nhất. Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 với pha lập công của Xuân Nam ở phút thứ 90+3. Nhưng công đầu cũng phải kể đến pha đánh đầu của Hữu Tuấn. Và rõ ràng là huấn luyện viên Fabio Lopez có lý do để mà tức giận. Audio Jungle.
Thank you.